Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai tổ chức lớp kỹ năng sống với chủ đề Tôi trưởng thành. Gần 50 em thiếu nhi độ tuổi từ 8 đến 14 trên địa bàn tỉnh tham gia. Theo đó, các em được trang bị một số kiến thức và kỹ năng sống quan trọng như kỹ năng tự lập, thích nghi môi trường sống, kết nối tập thể, kỹ năng làm việc nhóm, vai trò của thủ lĩnh, nắm bắt tâm lý thành viên, cách quản lý thời gian khoa học, kỹ năng sinh tồn. Cùng với đó, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như tôi làm lính cứu hỏa, trải nghiệm bơi cùng bạn, các trò chơi tại vườn quốc gia Con Ca Kinh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, cung cấp trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng sống, giúp các em thiếu nhi học sinh thêm tự tin trong học tập và trong cuộc sống.